Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì đến với clip ngày hôm nay chắc chắn các bạn cũng đã biết là Duy muốn nói cái gì rồi, bởi vì trong cái phần tiêu đề Duy cũng đã có thể hiện. Thì có nên mua một chiếc xe Mercedes-Benz lắp ráp tại Việt Nam hay không? Thì Duy nghĩ là với cái clip này thì sẽ trả lời cho rất là nhiều những anh chị đang quan tâm tới những chiếc xe Mercedes-Benz nhưng đang còn e ngại là chiếc xe lắp ráp tại Việt Nam. Thì các bạn đã biết á, thì xe lắp ráp tại Việt Nam nó sẽ có những cái lợi thế hơn rất là nhiều so với những cái chiếc xe nhập khẩu. Trước mắt là chúng ta là thấy về giá nè. Tại vì là đối với những chiếc xe nhập khẩu á, thì các bạn biết là khi mà nhập khẩu một chiếc xe về thì có rất là nhiều cái loại thuế, nào là thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc là những cái loại thuế khác mà các bạn thuế thì chồng thuế nữa, cho nên là khi mà về Việt Nam thì những cái chiếc xe của chúng ta là nó sẽ giá cao hơn rất là nhiều so với những cái chiếc xe ở nước ngoài luôn. Thì xe ở lắp ráp tại Việt Nam nó sẽ có những cái lợi thế nhất định, chẳng hạn như là thuế nhập khẩu linh kiện thì các bạn đã biết rồi, nó chắc chắn nó sẽ thấp hơn rất là nhiều so với thuế nhập khẩu nguyên chiếc xe. Và thứ hai nữa là khi mà cái thuế mà nó được lợi như vậy, thuế nhập khẩu linh kiện được lợi như vậy, thì thông thường là những cái nhà sản xuất thường là sẽ cho nó vào, gắn lên chiếc xe rất là nhiều những cái option mà những cái chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc nếu mà gắn lên như vậy thì sẽ không thể nào cạnh tranh được về giá. Và điển hình đó là năm 2014-2015 thì bên Duy có hai cái dòng xe, đó là xe S500 lắp ráp tại Việt Nam và S500 nhập khẩu. Thì với hai chiếc xe này thì các bạn là biết là hoàn toàn gần như là giống nhau hết 100% luôn, nhưng cái giá đang trên nhau khoảng hơn 1 tỷ đồng. Thì vào cái thời gian trên á, thì năm 2014-2015 thì Mercedes-Benz rất là tự hào bởi vì được lắp ráp cái chiếc xe S-Class tại thị trường Việt Nam. Và các bạn đã biết á, thì S-Class á, từ trước tới giờ chỉ sản xuất ở một nước duy nhất trên thế giới, đó là Đức thôi. Và hầu như những cái thị trường lớn của Mercedes-Benz, chẳng hạn như Mỹ hoặc là Trung Quốc, họ cũng phải nhập khẩu những cái chiếc xe S-Class đó từ Đức về. Và Việt Nam mình rất là hãnh diện là nước thứ hai sau Đức được lắp ráp cái chiếc xe S-Class tại Việt Nam. Và năm 2014-2015 thì những khách hàng á, khi mà đến với bên Duy á, thì rất là muốn lấy cái chiếc xe S-Class này, bởi vì cái thời điểm mà nó được giới thiệu tại Việt Nam á, thì các bạn biết là cái mức độ nổi tiếng của xe nó khá là khủng luôn, và hầu như ngày nào khách hàng cũng đến bên Duy để hỏi cái chiếc xe S-Class hết. Và cái đơn đặt hàng vào thời gian đó các bạn biết là rất là nhiều luôn, và khách hàng nếu mà muốn lấy một chiếc xe kể từ điểm đặt xe đến lúc nhận xe thì thông thường thời gian khoảng hơn 1 năm để mới có được cái màu sắc ưng ý. Các bạn đã biết á, thì trước cái thời gian 2014-2015 á, thì các bạn chỉ sử dụng được những chiếc xe S-Class nhập khẩu thôi, và Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng bên Duy á, 1 năm bán số lượng rất là ít luôn, đếm trên đầu ngón tay thôi các bạn. Và kể từ cái thời gian mà xe S được lắp ráp tại Việt Nam thì các bạn biết rồi, thì hầu như bây giờ khi mà chúng ta đi trên đường phố ở Hà Nội hoặc là ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta đều bắt gặp những cái chiếc xe S-Class lăn bánh ở ngoài đường. Và chính vì cái chiếc xe S được lắp ráp tại thị trường Việt Nam cho nên là S-Class nó gần hơn đến với người tiêu dùng của Việt Nam mình rất là nhiều. Và chính vì cái chiếc xe S lắp ráp tại Việt Nam cho nên là Mercedes-Benz toàn cầu sẽ coi như là có những cái tiêu chuẩn đặc biệt hơn dành cho xe S-Class. Và những cái dòng xe khác chẳng hạn như C-Class, E-Class hoặc là GLC được lắp ráp tại Việt Nam cũng thừa hưởng được những cái công nghệ, những cái phần trang thiết bị để lắp ráp có chiếc xe thôi. Bây giờ thì Duy không nói nhiều nữa, Duy sẽ cho các bạn xem tại sao chiếc xe S-Class nó lại nổi tiếng đến như vậy, tại sao S-Class được mọi người sử dụng nhiều như vậy. Thì bây giờ Duy sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc xe Mercedes-Benz S450 Luxury, một chiếc xe tuyệt vời và trên cả tuyệt vời luôn các bạn. Ok.
Và đây là chiếc xe Mercedes-Benz S450 Luxury. Khi mà đứng trước phần đầu xe thì chúng ta sẽ cảm giác là chiếc xe chúng ta trông rất là bệ vệ và rất là sang trọng, bởi vì là chiếc xe của chúng ta đang là chiếc xe màu đen nữa. Khi nói đến chiếc xe S-Class thì các bạn sẽ hình dung ngay là chiếc xe dành cho những cái doanh nhân thành đạt, hoặc là xe dành cho những cái vị mà nguyên thủ quốc gia. Thì bởi vì sao? Bởi vì chiếc xe S-Class các bạn thấy là nó khi mà đứng bên ngoài á, thì chiếc xe nó không được thiết kế công trông rất là gọi là đơn giản các bạn, rất là đơn giản nhưng mà nó không kém phần sang trọng đó. Các bạn thấy không, những cái đường nét thì nó được thiết kế coi như là cũng không phải là có quá cầu kỳ giống như những cái hãng xe khác, nhưng mà ảnh của nó mang lại thì các bạn sẽ thấy rồi, nó rất là hay. Đó, khi đứng trước phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy là S-Class được vẫn giữ nguyên cái phong cách thiết kế từ đó tới giờ luôn các bạn. Đó là cái logo đứng ở trên capo. Và đặc biệt S-Class thì các bạn chỉ biết là sẽ được thiết kế theo cái phân khúc cổ điển sang trọng thôi, cho nên là những cái S-Class thường sẽ có một cái logo đứng ở trên capo. Và cái lưới tản nhiệt của chúng ta là lưới tản nhiệt dạng nhiều nang. Đó, các bạn sẽ thấy không, đây là dưới lưới tản nhiệt 3 nang kép. Thì các bạn sẽ thấy cái lưới tản nhiệt 3 nang kép này nó sẽ giống như những cái chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 mà phiên bản 2018 á. Bởi vì cái phiên bản 2019 bây giờ thì cái xe S450 Maybach nó được thiết kế lại đứng rồi, cho nên nó sẽ khác với cái xe S450 Luxury của chúng ta một xíu. Đó, về phần đèn xe thì các bạn sẽ thấy là khi mà đi ban ngày á, thì cái đèn xe của chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 Luxury này á, nó sẽ có 3 cái mí đèn LED nó sáng ban ngày nè. Khi mà chúng ta nhìn từ xa thì chúng ta sẽ biết được đây là chiếc xe S-Class ngay. Và cái đèn pha multi-beam LED này thì các bạn cũng đã biết rồi, nó có rất là nhiều những cái tính năng, có tổng cộng là 9 cái tính năng luôn các bạn. Và những cái tính năng của cái đèn thông minh này sẽ để trong cái phần mô tả. Và đặc biệt cái chiếc S450 Luxury này nó có một cái chế độ có thể chiếu xa tới 650m luôn các bạn. Trong những cái đoạn đường mà không có đèn đường á, thì cái đèn pha multi-beam LED của chiếc S450 Luxury này cực kỳ hiệu quả luôn. Về phần cản dưới á, thì các bạn sẽ thấy là S450 nó được thiết kế trông rất là mềm mại và sang trọng luôn. Nó không có thiết kế hầm hố các bạn nha. S-Class thì Mercedes-Benz họ sẽ không thiết kế nhìn quá là ngầu đâu. Bởi vì nếu mà ngầu như vậy thì chỉ thích hợp cho những chiếc xe thể thao thôi, chứ nó sẽ không phù hợp cho những chiếc xe sang trọng lắm. Và khi trên lưới tản nhiệt á, các bạn sẽ thấy ở đây nó có hai cái miếng kiến nè. Thì bên đây nó là cái miếng kiến dành cho cái camera 360 độ. Có nghĩa khi mà chúng ta lùi xe hoặc là khi mà chúng ta bật cái camera 360 độ lên á, thì cái phần này nó sẽ bật lên để mà cái camera nó sẽ nhô ra ngoài. Và cái mặt kính này để có tác dụng là chống bụi bẩn cho cái camera đó. Và đây là một cái camera hồng ngoại ban đêm đó các bạn. Thì bởi vì chiếc xe S450 Luxury này nó có sử dụng cái tính năng là Night View Assist, hay gọi là mắt thần trong đêm á, thì nó sẽ có hai cái camera. Một cái camera tầm gần trên kính chắn gió ở đây nè các bạn. Ở đây đó, các bạn thấy không? Và thứ hai nữa là một cái camera tầm xa trên lưới tản nhiệt này. Thì kết hợp cùng với cái đèn hồng ngoại ở bên trong hai cái bóng đèn pha của xe S450 Luxury thì có thể nhận biết được thú vật và người trong cái khoảng cách là 650m. Đó, thì khi mà chúng ta đi vào ban đêm không có đèn đường á, thì khi phát hiện ra người hoặc là thú vật á, thì những cái camera, những cái đèn hồng ngoại này nó sẽ cảnh báo ở trên cái màn hình tablo để cho cái người lái nhận biết được đang có người hoặc là đang có thú vật đi ngang đường. Ok, đây là một cái tính năng mà đặc biệt chỉ có trên xe S450 Luxury và những dòng xe Maybach thôi các bạn. Thật sự đối với những dòng xe cao cấp bên dưới lắm á, thì Mercedes-Benz mới trang bị cái tính năng Night View Assist này. Và đây là cái mâm xe của chiếc xe Mercedes-Benz S450 Luxury. Thì chúng ta sẽ thấy là cái mâm xe được thiết kế rất là mềm mại luôn. Đó, nó phù hợp với cái thiết kế tổng thể của chiếc xe nhưng mà rất là sang trọng. Đó, thì cái mâm xe này là mâm 19 inch các bạn nha. Thì đây là cái thông số của cái lớp nè, đó là 245/45R19. Thì cái lớp xe này là lớp xe Runlast luôn. Có nghĩa Runlast thì các bạn biết rồi, nó sẽ an toàn hơn khi mà chúng ta đi ở tốc độ cao. Và khi mà xe chúng ta cán đinh thì xe chúng ta cũng vẫn có thể di chuyển được ở những đoạn đường nhất định. Và một cái điểm đặc biệt nữa là S450 Luxury đã được trang bị cái gạt nước mưa rất là đặc biệt các bạn. Thì cái gạt nước mưa này bên dưới gọi là gạt nước mưa Maris Vision Control. Thì trên gạt nước mưa này nó sẽ có một dãy những cái lỗ li ti
bố trí dài theo cái gạt mưa này các bạn. Thì khi mà gạt mưa chúng ta gạt theo chiều lên á, thì nước nó sẽ xịt theo chiều lên, và khi gạt chúng mưa chúng ta đi theo chiều xuống thì nước nó sẽ xịt theo chiều xuống. Có nghĩa là khi mà chúng ta xịt như vậy á, thì nó sẽ không có bị nước tóe lên kính làm cho thiếu quan sát cho cái người lái. Thì đây là một cái tính năng rất là an toàn cho chiếc xe khi mà chúng ta cần mà xịt nước để mà rửa kính. Thì đối với những cái dòng xe rất là sang trọng bên Di cũng mới trang bị cái tính năng gạt nước mưa này. Đó, thì cái gạt nước mưa này Di cũng đã demo cho các bạn xem ở những cái clip mà chiếc xe Mercedes-Benz SL400 á các bạn. Nó cũng sử dụng cái gạt mưa giống như thế này. Và đặc biệt cái gạt mưa này nó còn có tính năng là sấy luôn các bạn. Có nghĩa là khi mà gạt nước chúng ta đi lên thì nó cũng có sấy luôn, sấy để cho nhanh khô nước á, để cho cái người lái của chúng ta vẫn tập trung nhất có thể, cái kính chúng ta trong suốt nhất có thể. Và cái gương chiếu hậu của xe S450 Luxury thì các bạn sẽ thấy nó cũng giống như những cái gương trang bị, những cái gương của những cái dòng xe khác của Mercedes-Benz. S450 lại được trang bị cái tính năng là không thể thiếu, đó là lock cửa và mở cửa cảm ứng các bạn. Thì tính năng là Keyless Go. Ok, bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem ở cái phía sau. Thì phía sau của S450 Luxury là như thế này. Thì vẫn được trang bị là cái hai cái bô kép đối xứng ở hai bên. Thì đối với xe Maybach á, thì nó sẽ khác cái xe này một xíu, là cái Maybach á, thì nó sẽ là ngăn đôi cái bô ga nữa. Khi mà chúng ta nhìn từ phía sau á, thì chúng ta sẽ thấy là bốn cái ống bô, nhưng mà đối với S450 Luxury này thì chúng ta nhìn là hai bô thôi. Ở giữa nó có một cái đèn á các bạn, đèn đó là cái đèn đèn sương mù. Khi mà chúng ta kích hoạt tính năng đèn sương mù á, khi chúng ta đi trời mưa hoặc đi đường sương mù á, thì chúng ta kích hoạt cái đèn đó thì cái đèn nó sáng lên màu đỏ. Đó. Ở đây thì có một cái chữ S450. Và đây là cái cốp xe của chiếc xe S450 Luxury. Thì cái cốp xe của S450 Luxury thì nó cũng không phải là quá rộng đâu các bạn. Đó, bởi vì là hầu như là dành cho cái khoang ở bên trong rất là nhiều. Thì một lát nữa khi mà chúng ta vào bên trong chúng ta sẽ thấy tại sao mà cái cốp xe này nó không được rộng lắm. Ok, và ở đây chúng ta sẽ thấy một cái lo nữa nè. Thì cái lo này là lo súp các bạn nha. Chúng ta chỉ nghe cái tiếng pập thôi. Đó, đó là lo súp. Ở đây thì vẫn được trang bị một cái túi y tế. Còn phía dưới của cái cốp xe S450 Luxury ở dưới đây thì nó có một cái lỗ trống nè các bạn. Thì chúng ta có thể để những cái đồ nào đó, chẳng hạn như là về những cái dụng cụ lau xe hoặc gì đó ở phía dưới này. Ok, còn lại thì trên đây vẫn được trang bị cái biển cảnh báo tam giác mà Di đã cho các bạn xem rất là nhiều rồi. Vẫn là hai cái nút bấm đóng cốp và khóa cốp, khóa cửa luôn. Ok, bây giờ Di sẽ dắt các bạn đi vào bên trong cái khoang nội thất của chiếc xe S450 Luxury này. Thì khi mà ngồi vào, khi mà chúng ta mở cái cửa ra thì chúng ta sẽ bị choáng ngợp bởi cái sự sang trọng của cái nội thất của chiếc xe S450 Luxury này. Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy là cái màn hình kéo dài từ bên trái qua bên phải luôn. Đó, bây giờ Di sẽ mở cái màn hình lên cho các bạn xem đã nha. Đó, rất là đẹp các bạn thấy không? Cái màn hình nó kéo dài luôn, và đặc biệt cái vô lăng của chiếc xe S450 này thì chúng ta không thể nào chê được rồi. Vô lăng được ốp gỗ màu đen bóng piano, và những cái nội và nội thất của chiếc xe S450 này đều được ốp gỗ đen piano hết. Thì các bạn sẽ biết là cái gỗ piano lacquer này chỉ được trang bị trên cái chiếc xe S-Class Maybach thôi, nhưng mà đối với S450 Luxury này vẫn được trang bị ốp gỗ piano lacquer này. Chúng ta thấy rất là sang trọng phải không? Khi chúng ta bước vào cái khoang, coi như khoang lái của chiếc xe S450 Luxury này, thì chúng ta rất là khó có phân biệt được với chiếc xe Maybach các bạn. Rất là khó phân biệt, hầu như là Di thấy là giống 100% luôn ở cái khoang trước này. Đó, S450 Luxury với khác S450 Maybach chỉ là cái khoang sau thôi các bạn. Chỉ khoang sau thôi, từng những cái chi tiết chẳng hạn như là những cái option, những cái chỉnh công tắc ở đây, hoặc là ốp gỗ, hoặc là cái trang trí ở trên cái phần ghế da, hoặc là chất liệu da của chiếc xe S450 Luxury này thì hoàn toàn y như trên chiếc xe Maybach S450. Và đặc biệt cái hệ thống loa của chiếc xe S450 này thì cũng là cái hệ thống loa Boommaster 26 loa, công suất lên đến là 1590W. Đây là hệ thống âm thanh có thể nói là số 1 trên thế giới hiện tại bây giờ. Ok, và bây giờ Di sẽ bước vào bên trong. Thì thật sự nếu mà khen cái nội thất của chiếc xe này nó sang trọng thì Di thấy nó hơi dư thừa, bởi vì là S-Class mà.
S-Class thì nó là một cái gì đó rất là tự hào của Mercedes-Benz. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là có một cái đồng hồ để chúng ta xem giờ ở đây. Khu vực này là cái khu vực để chúng ta chỉnh máy lạnh nè. Đó, các bạn thấy không? Đây là cái phần ốp da trên tắp lô nè. Thì đây là da nắp 3, các bạn, da nắp 3 thì các bạn biết là da nắp 3 thì rất là sang trọng, rất là cao cấp rồi. Khi mà chúng ta ngồi vào cái nội thất của chiếc xe S450 Luxury này thì chúng ta cảm giác là rất là êm ái, rất là dễ chịu luôn. Bởi vì cái không gian của chiếc xe bên trong của chiếc xe S450 này thì rất là rộng rãi. Và cái ghế của chúng ta rất là to. Khi mà chúng ta ngồi vào thì sẽ rất là khác so với những cái chiếc xe Mercedes-Benz khác, hoặc là chắc chắn luôn sẽ rất là khác rất là nhiều so với những chiếc xe mà các bạn đã từng sử dụng qua rồi. Ở đây có chữ Designo nè các bạn. Designo thấy các bạn biết thì Designo là một cái hãng chuyên chế tác thủ công đồ cho Mercedes-Benz, có nghĩa là cái nội thất của cái xe này hầu như là được may thủ công bằng tay luôn của Designo nè, rất là đặc biệt. Cái vô lăng này thì Di không có nói nhiều nữa, bởi vì cái vô lăng này thì Di cũng đã nói rất là nhiều những cái clip trước rồi. Đó, cảm ứng ở đây, cảm ứng ở đây. Khi mà chúng ta lái xe, chúng ta có thể là sử dụng hết, điều khiển hết tất cả mọi thứ ở trên hai cái màn hình này. Cái khu vực này là cũng là cái khu vực mà chúng ta điều khiển trung tâm nè. Rất là nhiều những cái tính năng, chẳng hạn để Di nổ máy lên cho các bạn xem. Đây. Khi mà Di nổ máy lên á, thì cái ghế sẽ tự động điều chỉnh cái ghế vào cái vị trí ban đầu mà chúng ta đã cài đặt. Đó, khi mà chúng ta tắt máy thì cái ghế chúng ta sẽ lùi ra để mà rộng rãi hơn cho cái người bước lên bước xuống. Ok, trở lại cái khu vực điều khiển trung tâm. Bây giờ Di mở máy lạnh lên cho nó mát một xíu. Ok, thì cái khu vực trung tâm các bạn thấy cũng có rất là nhiều những cái nút bấm luôn. Và đặc biệt đối với chiếc xe S-Class này thì cái ghế được điều chỉnh bằng điện hết. Nào là bơm ghế, nào là mọi thứ điều chỉnh bằng điện hết các bạn. Thì chẳng hạn như chúng ta muốn chỉnh ghế thì chúng ta sẽ chỉnh ở đây. Nó sẽ khác với những cái chiếc xe E hoặc là những dòng xe C hoặc là GLC rất là nhiều. Đó, khi chúng ta bấm vào nút này thì các bạn sẽ thấy trên màn hình nó sẽ hiện lên như thế này để chúng ta chỉnh ghế đây. Ghế người lái nè. Đó, chẳng hạn chúng ta chọn ghế người lái đi, thắt lưng. Đó, cái phần này thì chúng ta có thể bơm hơi lên nè. Đó, bơm hơi lên để cho nó độn cái lưng của chúng ta. Tùy theo cái thể trạng của mỗi người mà chúng ta chỉnh cái này. Đó, hơi chúng ta có thể bơm lên, chạy xuống nè. Ok. Cân bằng sưởi ghế thì chúng ta muốn sưởi ghế thì chúng ta sẽ bấm vào đây thôi. Thì cái ghế nó sẽ sưởi ở cái lưng thôi. Nếu mà chúng ta muốn sưởi ở mặt ghế thì chúng ta sẽ chọn như thế này. Và nếu chúng ta muốn chỉnh cân bằng thì chúng ta sẽ chọn ở vị trí cân bằng như thế này. Đó, nếu mà chúng ta sử dụng cái tính năng sưởi ghế á, thì chúng ta mới làm như thế này. Ok, bây giờ back ra. Chỉnh ghế thì chúng ta sẽ chỉnh như vậy thôi. Rồi Navi. Navi là bản đồ các bạn. Khi mà chúng ta chọn vào bản đồ thì cái chiếc xe S của chúng ta sẽ có cái bản đồ cài đặt sẵn trong xe luôn. Đó, thì cái bản đồ này thì nếu mà các bạn thích thì các bạn sẽ sử dụng cái bản đồ này, nó cũng rất là ok luôn. Còn nếu mà trong trường hợp mà chúng ta muốn sử dụng Google Maps á, thì chúng ta sẽ kết nối cái xe S-Class này với cái điện thoại của chúng ta qua cái hệ thống Apple CarPlay hoặc là Android Auto để chúng ta sử dụng cái bản đồ Google Maps. Cái tính năng đó thì gì cũng đã cho các bạn xem những clip trước rất là nhiều rồi. Ok, radio, media là cái phần nghe nhạc nè các bạn. Thì S-Class nó vẫn được trang bị cái ngôn ngữ bằng tiếng Việt, cho nên là khi mà chúng ta sử dụng thì cũng rất là thân thiện và rất là dễ sử dụng. Ok, telephone. Rồi, cái nút này là cái nút cài đặt cho cái xe nè các bạn nha. Cái nút này là cái nút cài đặt này. Khi chúng ta muốn cài đặt xe của chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ bấm vào đây thử nha. Ok. Thì cái ghế ngồi là Di đã chỉnh cho bạn rồi, còn phần điều hòa thì cũng không có gì để nói. Còn cái phần Dynamic Select nè, Dynamic Select là chúng ta có thể là chỉnh ở trên đây cũng được, hoặc là chúng ta sẽ thể chỉnh bằng cái nút bấm này. Đó, cái nút này thì cái S-Class thì đặc biệt nó chỉ có 4 cái chế độ lái thôi các bạn. Đối với những cái dòng xe E hoặc xe C thì nó có tổng cộng 5 chế độ lái, nhưng mà tại sao S-Class nó chỉ có 4 chế độ lái thôi? Đó là Eco, Comfort, Sport và Individual. Là nó sẽ không có tính năng Sport cộng, bởi vì đây là chiếc xe sang trọng các bạn, nó sẽ không có tính năng Sport cộng, chỉ là Sport là đủ rồi. Ok. Và đây là cái nút mà các bạn thấy là có hình cái chiếc xe và có cái mũi tên đi lên. Thì do xe S-Class 450 Luxury này lại được trang bị cái tính năng là hệ thống trail bằng khí nén, cho nên là xe của chúng ta có thể là nâng cao hoặc là hạ thấp được gầm xe luôn, rất là tuyệt vời.
Và đặc biệt cái hệ thống treo này thì các bạn biết là đi rất là êm ái luôn. Đảm bảo khi mà các bạn ngồi trên chiếc xe S-Class này thì các bạn sẽ không thể nào mà chê được nữa. Đây, Duy thử bấm vào đây nha. Thì mà khi chúng ta bấm vào cái nút đó thì các bạn sẽ thấy là trên tháp lô của chúng ta sẽ thể hiện như thế này. Chiếc xe của chúng ta đang nâng lên. Khi mà chiếc xe của ta nâng lên hoàn chỉnh xong rồi á, thì cái trên tháp lô nó sẽ tự động tắt thôi. Ok. Tiếp theo nữa là S-Class vẫn được trang bị cái tính năng hệ thống đậu xe tự động nè. Thì cái hệ thống đậu xe tự động này thì Duy cũng đã hướng dẫn cho các bạn xem ở những cái clip trước đó rồi. Thì các bạn có thể là xem lại nha. Thì nó giống như cái xe Y hoặc là xe C luôn, không có khác. Nút tắt mở màn hình, volume lớn nhỏ nè. Còn cái nút này là cái nút mà để chúng ta khi mà chúng ta lùi xe á, thì cái gối đầu ở cái hàng ghế phía sau có thể là cản tầm nhìn cho cái tài xế, thì có thể bấm cái nút này để cái nút gối đầu nó sẽ đi xuống. Ok, và nút này là nút mà tắt mở cái cảm biến đầu xe. Ở bên trong cái cốp để tay á, thì chúng ta sẽ thấy là khu vực này có một cái sạc điện thoại không dây. Thì đối với cái xe S thì cái sạc không dây nó sẽ để ở đây và chúng ta sẽ đậy lại. Còn ở đây vẫn được trang bị là một cái khe cắm thẻ nhớ SD card nè, hai cái USB và chúng ta có thể là kết nối Apple CarPlay qua cái USB thứ hai, chia sẻ nhanh NFC. Và đặc biệt một điều nữa, S-Class là không thể thiếu, đó là cái hệ thống xịt nước hoa thông minh. Thì khi mà chúng ta có một cái lọ nước hoa, chúng ta sẽ để vào đây thì cái chiếc xe chúng ta sẽ tự động hút cái hương thơm của nước hoa đó và tự động tỏa hương thơm theo cái máy lạnh này, tạo cho cái người ngồi bên trong cái cảm giác rất là thoải mái. Và đèn LED xung quanh xe của chiếc xe S450 này cũng là đèn LED 64 màu và được có 10 kiểu phối màu khác nhau. Thì các bạn biết là đèn LED á, thì nó có tác dụng tạo sự thư giãn. Đó, tại sao bây giờ những chiếc xe hơi Mercedes-Benz đời mới bên Duy đều có trang bị cái đèn LED. Hoặc là nếu mà các bạn đi những chiếc máy bay thôi, máy bay đời mới á, thì nó vẫn có trang bị đèn LED. Đó, đèn LED có tác dụng để tạo sự thư giãn thôi các bạn. Thứ hai nữa là nhìn cái nội thất của chúng ta sẽ sang trọng và luxury hơn rất là nhiều. Đèn trang trí nội thất này. Đây, thì có rất là nhiều cái màu đèn viền nội thất nè. Thì các bạn có thể vào đây để chỉnh nè. Rất là nhiều thứ. Đó, chẳng hạn như Duy thích cái màu xanh này thì Duy chọn màu xanh và để như vậy thôi. Ok. Khu vực trên đây các bạn nha. Trên đây thì cũng có một cái loa. Do cái xe này được thiết kế tới 26 loa nè. Cho nên các bạn thấy ở đâu cũng có loa, nhiều loa lắm. Đèn, những cái tông tắt đèn thôi. Thì chỗ này là thay bằng cái loa rồi. Trước đây thì đối với những cái xe mà S450 mà phiên bản tiêu chuẩn đó, thì chỗ này là cái chỗ mình chúng ta để kính. Nhưng cái này là thay bằng cái loa. Chân xe được thiết kế bằng một vật liệu rất là đặc biệt. Chúng ta nhìn giống như da lộn đó các bạn. Nhìn rất là sang trọng. Thì cái da này nó gọi là da Artico. Artico. Chúng ta có thể là mở gương số trời ở đây. Do ngày hôm nay là Duy bị cảm cho nên là cái giọng nói nó sẽ hơi khác hơn ngày thường một xíu, mong các bạn thông cảm. Okay. Thì S450 thì trang bị cái cửa sổ trời toàn phần rồi. Nó sẽ khác với cửa sổ trời của xe Maybach là nó không có đổi màu thôi. Ok, bây giờ Duy sẽ dắt các bạn đi vào khoang sau của chiếc xe S450 Luxury này. Đây là một cái khoang dành cho ông chủ các bạn nhé. Ok. Cái khoang sau của xe S450 Luxury đây. Thì đối với cái khoang sau này thì các bạn sẽ thấy là nó có sẽ ba cái ghế ngồi. Để Duy bật cái này lên. Đó, nó sẽ khác với cái chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 á, là S450 Maybach thì nó chỗ này chỉ có 2 ghế thôi, nhưng mà S450 Luxury thì chúng ta sẽ 3 ghế luôn. Cho nên là có rất là nhiều khách hàng thích cái 3 ghế này hơn là cái 2 ghế của S450 Maybach. Thì ở Việt Nam các bạn biết rồi, khi mà chúng ta thường là sử dụng một chiếc xe là cho cả gia đình của chúng ta nữa, cho nên là đi vào đi lên hoặc là cho mấy bé đi lên đi xuống cũng rất là dễ và tiện lợi hơn so với cái xe S Maybach rất là nhiều. Và đặc biệt cái xe S450 Luxury này thì nó có một cái đặc quyền riêng dành cho cái ghế VIP này. Đó là cái ghế VIP của chúng ta có thể là chọn ở chế độ ghế nằm. Khi mà chúng ta chọn một cái độ ghế nằm ở đây á các bạn nè, ở đây nè, thì các bạn sẽ thấy là cái ghế trước của cái chiếc xe tự động đẩy lên hết.
hết trên cái ở phía trên luôn. Và cái hàng ghế chỗ này có thể là rộng nhất, và cái bờ bắp chân của chúng ta có thể là đi lên để mà cho cái người chủ nhân có thể là nằm ngủ và thư giãn. Ok, S450 Luxury là đã được trang bị cái chỉnh máy lạnh ở phía sau. Thì S450 Luxury được trang bị cái hệ thống là máy lạnh đa vùng tự động, cho nên là bốn cái khu vực, bốn cái nhiệt độ khác nhau chúng ta có thể chỉnh khác nhau hết. Và đây thì cái tựa tay các bạn nha, nếu mà chúng ta có người ngồi thì chúng ta có thể đẩy cái tựa tay này lên, thì như thấy cái chi tiết này nó sẽ thoải mái hơn cũng như là tiện dụng hơn so với cái chiếc xe Maybach S450. Mặc dù là Maybach của chúng ta cái khoang sau này được thiết kế rất là sang trọng, đó chỉ có 4 ghế thôi, nhưng mà như thấy là hơi bất tiện một chút xíu. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là chỗ này chúng ta có thể để đồ để thôi, một ít đồ điện thoại. Ở đây thì chúng ta có thể để được hai cái cốc nước ở đây. Ở đây cái tủ chúng ta có thể để đồ thêm thôi. Thì đối với chiếc xe Maybach thì chỗ này là chúng ta để cái tủ lạnh, nhưng mà S450 Luxury lại không có. Ok, đây là cái khoang sau. Cái khoang sau các bạn thấy không? Rất là đẹp, rất là sang trọng luôn. Và chiếc xe S450 Luxury này được trang bị cái hai cái ghế phía sau là ghế massage với 6 cái tính năng massage và có hai chế độ đá nóng. Nó sẽ rất là thoải mái cho chủ nhân của nó. Ok, và bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem cái khoang động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz S450 Luxury này. Thì với cái động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz S450 Luxury này, nó sẽ giống hoàn toàn 100% so với cái chiếc xe Mercedes-Benz S450 Maybach, không khác bất kỳ chi tiết nào các bạn nhé. Thì động cơ này được sử dụng là động cơ V6 3.0 lít, công suất là lên tới 367 mã lực, thì giúp cho chiếc xe của chúng ta tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ mất là 5,4 giây thôi. Một chiếc xe sang trọng nhưng mà chạy rất là nhanh, các bạn thấy không? Và đặc biệt cái xe S450 này với mức tiêu thụ nhiên liệu cực kỳ lý tưởng luôn. Nếu mà chúng ta đi ở trên ngoài đô thị á, có nghĩa là chúng ta đi về đường tỉnh này nọ, thì nó phải mất 8 lít trên 100 cây số thôi các bạn. Và nếu mà chúng ta di chuyển trong đô thị á, thì nó khoảng tầm là 14 lít, gần 15 lít. Thì đó là một cái mức tiêu thụ như thấy là rất là lý tưởng luôn. Bởi vì chiếc xe của chúng ta là động cơ V6 nhưng mà nó lên tới 367 mã lực luôn. Thì với cái sức mạnh như vậy và mức tiêu thụ nhiên liệu như vậy thì Duy thấy là quá tuyệt vời. Ok, thì khi mà chúng ta dỡ cái map capo lên thì các bạn sẽ thấy là cái máy của chúng ta được thiết kế rất là kín, bởi vì là cái máy của chiếc xe này là máy V6 rất là to và có rất là nhiều những cái chi tiết nè, rất là nhiều những cái hệ thống, các bạn thấy không, quá là đẹp luôn. Ở trên đây là một cái miếng để chúng ta đậy lại để cách nhiệt cho cái capo cũng như là cách âm ở đây. Các bạn thấy không? Rất là đẹp. Ok. Và bây giờ Duy xin được phép kết thúc video clip tại đây. Thì đó là tất tần tật về chiếc xe S450 Luxury. Thì nếu các bạn có bất kỳ cái thắc mắc gì liên quan đến chiếc xe S450 Luxury này, hoặc bất kỳ những dòng xe nào của Mercedes-Benz, thì các bạn có thể gọi cho mình qua số điện thoại là 0914653979. Nếu các bạn thấy video clip của mình hay thì đừng quên bấm like và share. Nhớ bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để nhận những video clip mới nhất về tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.